chị và các bạn thân mến, hiện tại thì bên Nguyễn và Quân Sửu trong cái series để mà hỗ trợ chị khách hàng cập nhật thông tin gần như là tất cả những dự án nhà thấp tầng của Trung Nam Sài Gòn. Thì ngày hôm nay thì bên Nguyễn và Quân Sửu quay lại với dự án nhà phố thấp tầng mặt tiền đường Nguyễn Hữu Thọ duy nhất tại khu Nam Sài Gòn đang mở bán mới. À, thì hiện tại thì dự án với tên thương mại là Senesa Avenue, với số lượng cực kỳ khan hiếm chỉ có 43 sản phẩm nhà thấp tầng, còn là trên vị trí mặt tiền đường Nguyễn Hữu Thọ, một trong những dự án mặt tiền đường 60m trục chính của khu Nam Sài Gòn và đặc biệt là đang mở bán mới. Nhắc lại một lần nữa, các chị là đang mở bán mới với rất là nhiều cái chương trình cũng như là những cái phương thức thanh toán hấp dẫn cho những khách hàng đầu tư và có dự định an cư sau này. Đầu tiên thì đồng hành với anh Nguyễn và cũng là anh Quốc Sửu, một trong những người anh chuyên thị trường của Nam Sài Gòn ạ. Rồi, cảm ơn anh Nguyễn rất là nhiều. Nói đến khu Nam Sài Gòn thì không may là không biết đến một tập đoàn rất là lớn, đó là Phú Long. Và một tập đoàn kết hợp và đi song hành với Phú Long là Capitaland. Thì rồi, sắp tới Capitaland và Phú Long sẽ là cho ra mắt một dòng sản phẩm shop house, gọi là căn nhà phố thương mại Phong Bên Nguyễn. Dọc theo mặt tiền đường Nguyễn Hữu Thọ với diện tích là 7 x 30 và 6.8 x 28. Thì bên Nguyễn cũng xin phép được là cập nhật một cách rất là chi tiết về cái thông tin sản phẩm này. Thì đây là một cái dự án nhà thấp tầng đầu tiên liên danh giữa quỹ đất của chủ đầu tư là tập đoàn Phú Long và đơn vị phát triển dự án là Capitaland. Thì đây là một cái dự án gọi là nhà phố đầu tiên mà chủ đầu tư Capitaland họ phát triển tại khu vực Nam Sài Gòn. Họ có thể họ phát triển cái dòng sản phẩm Riviera Villa hoặc là Palm Residence hoặc là dự án rồi là một số dự án thấp tầng tại Phú Long thôi, nhưng mà đây là dự án đầu tiên Nam Sài Gòn với sản phẩm là 43 sản phẩm với trên cái quỹ đất là 1.5 hecta, với thiết kế cảnh quan từ cái bồ và pháp lý vững chắc của dự án đến từ Phú Long. Thì dự án này có tổng cộng là 43 căn nhà phố với thiết kế là 7 x 28, đó là những thiết kế mặt trong, và thiết kế mặt ngoài là 7 x 30 và thiết kế mặt tiền đường Nguyễn Hữu Thọ với khoảng lùi là lùi trước 5m, lùi sau 5m. Thì đây là dự án nhà phố đầu tiên của khu Nam Sài Gòn, là dự án nhà phố hai mặt tiền kinh doanh, nhà phố hai mặt tiền kinh doanh nên thì rất là độc đáo. Thì hiện tại thì dự án đang trong giai đoạn là bút kinh, thì dự kiến mở bán vào tháng 9 năm 2022 và bàn giao cho cư dân vào quý 1 năm 2025. Với cái nhịp hạ tầng đó là cụm chung cư của tổ hợp Celesta City sẽ bàn giao và đồng thời là bàn giao dự án nhà thấp tầng. Bên Nguyễn ơi, cho Phú Sửu hỏi tí xíu, khi mà cư dân mà sở hữu cái sản phẩm tại cái Celesta này á, thì cái cụm Celesta gọi là cụm khu dân cư Celesta giống như bên Nguyễn này có thể là thông tin đến mọi người như vậy đó, thì cái tiện ích của cái dự án này và cái cụm khu dân cư nó có những cái tiện ích gì, mang lại những cái gọi cái giá trị gì cho khách hàng khi mà họ lựa chọn, trong khi ở đây là khá nhiều cái sản phẩm để cho khách hàng lựa chọn trên trục đường Nguyễn Hữu Thọ này ở bên Nguyễn. Thì nếu như mà cảm ơn Quốc Sửu, nếu như mà nói về cái tiện ích tại mặt tiền đường Nguyễn Hữu Thọ này, chúng ta thấy là đây là trục xuyên suốt nối từ khu Nam Sài Gòn đến khu vực trung tâm của thành phố trên một đường chính thôi, cho nên là rất là nhiều cái tiện ích ngoài khu tại khu vực này. Đồng thời là chúng ta có là chủ đầu tư Phú Đông họ cũng đã hình thành cái quỹ đất như thế này, đường Nguyễn Hữu Thọ thì anh Sửu và các bạn đều chung là chúng ta nếu tính từ quận nhất thì chúng ta có hai bên đường, thì phía bên trái là những dự án của chủ đầu tư Phú Long, rồi bên phải sẽ là cụm Celesta City của chủ đầu tư Phú Long. Thì cho nên là hiện là cái phía tay trái nó đã hiện hữu rồi, cho nên là chúng ta dễ dàng sở hữu những cái đất ngoài khu của Phú Long. Nhưng mà đặc biệt Capitaland là một trong những chủ đầu tư về nước ngoài rất là uy tín trong việc phát triển những cái cảnh quan và những cái tiện ích nội khu. Đúng rồi. Đối với dễ Celesta này, trên cái layout mà cập nhật hiện tại, chúng ta có rất là nhiều tiện ích tại khu vực 43 căn nhà phố này. Đúng rồi. Kể những tiện ích về của chung cư cao tầng Celesta hay và Celesta Mai. Rồi. Đó, cho nên là khi mà chúng ta sở hữu thì chắc chắn đây là một cái môi trường sống đẳng cấp của phía tay trái trục đường Nguyễn Hữu Thọ, tay phải trục đường Nguyễn Thọ trên trục Celesta City do các bộ lãnh phát triển trên khu đất Phú Long rất là uy tín về pháp lý. Cho nên là đây là hai chủ đầu tư rất là tiềm lực tại Việt Nam. Cho nên là hy vọng đây sẽ là một trong những dự án đầu tư gọi là bậc nhất tại trong năm 2022 này. Rồi, cho Phước Sửu hỏi là nếu mà sắp tới chủ đầu tư triển khai thì pháp lý của họ đến đâu rồi, và dự kiến là pháp lý mà khi khách hàng sở hữu là những giấy tờ gì? Dạ,
À, cảm ơn Phú Sửu. Thì nếu như mà pháp lý hiện tại chủ đầu tư đang truyền thông á, thì dự án là cuối năm nay thì sẽ có vấn đề giấy phép xây dựng cũng như là 1/500. Hiện tại chủ đầu tư đang săn lấp mặt bằng rồi, thì dự kiến là sau cái đợt mở bán này thì chủ đầu tư sẽ tiến hành gọi là xây dựng, và cũng như là đồng hành với tiến độ xây dựng sẽ là tiến độ thanh toán của khách hàng, cho nên là chúng ta an tâm về cái dòng tiền khi mà chúng ta thanh toán đối với dự án này, và đảm bảo rằng là dự án được bàn giao vào quý 1 năm 2025. Cho nên là trong quá trình thanh toán thì chắc chắn là sẽ có rất là nhiều hạ tầng cũng như là pháp lý để khách hàng yên tâm khi mà chuyển tiền ở đây. Thì đối với người Việt Nam thì chúng ta sẽ hữu lâu dài, người nước ngoài chúng ta sẽ hữu 50 năm. Vậy là quá đầy đủ, quá tuyệt vời không? Một cái dự án gọi là gần như là pháp lý chuẩn chỉnh 100% với một cái vị trí đắc địa. Và Phước Sửu còn đang một cái thắc mắc, rất là thắc mắc là đối với cái vị trí này á, khi mà Keppel Land và Phú Long triển khai cái dự án shop house thì cái dọc đường Nguyễn Hữu Thọ như vậy đó là xe đi lại rất là nhiều, và thường là gọi là trường hiện trạng gọi là kẹt xe và xe con đi nhiều, thì khu Nam nó có những cái hạ tầng gì để là coi như là khắc phục cái tình trạng này hay không? Thì thật sự thì nếu như mà nói về cái an toàn của cư dân cũng như là về cái gọi là cái cảnh quan á, hiện tại là đối với dự án Celeste Avenue này, chúng tôi có một cái khoảng lùi rất là lớn, khoảng lùi khoảng 20m vào trong, và do đây là thiết kế của những cái quỹ đất của chúng tôi Phú Long, khoảng lùi rất là lớn vào trong, cho nên nó đảm bảo là cái việc xe chúng ta di chuyển từ mặt tiền đường Nguyễn Thọ ra vào sử dụng tiện ích của số hào rất là an toàn là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là chúng ta có những cái bãi đậu xe riêng nữa. Dạ hả? Và cứ như là cái cách tiếp cận từ cái mặt tiền đường đi lên vào dễ, nó rất là thuận tiện. Cho nên là nó gọi là nó sẽ tiếp cận khách hàng một cách rất là tự nhiên. Cho nên là khi mà chúng ta sở hữu dễ cái thao này rất là tiện để mà kinh doanh. Và một cái điều đặc biệt nữa đó là bên ngã tư Nguyễn Hữu Thọ cũng Văn Linh, cái hầm chui gọi là gần xong một hầm rồi, và sắp tới là hoàn thành một cái hầm chui 3 tầng, 2 tầng nổi và 1 tầng chìm. Và một cái điều đặc biệt nữa là sau khi dọc cái đường Nguyễn Hữu Thọ này bên Nguyễn sẽ hình thành một cái tuyến metro số 4, có thể là đi âm lòng đất luôn. Và những cái cảng của cảng sông giống như khu chế xuất Tân Thuận và những cái cảng dự kiến nó sẽ dời về Hiệp Phước, và gần như đây là sẽ hạn chế xe công đi lại, bởi vì họ sẽ tập trung đi vào cái tuyến vành đai 3 và vành đai 4 bên Nguyễn. Thật sự thì cái tuyến cao tốc mới nhất Long Thành thật sự là một trong những cái dịp hạ tầng mà những anh chị bất động sản cũng như là những khách hàng Việt Nam rất là chờ đợi, bởi vì khi mà nó xong rồi á thì rõ ràng là một cái lưu lượng rất là lớn xe container sẽ không có quá nhiều qua trục đường Nguyễn Thọ này, đó là đi trực tiếp từ bến lức đi trên cái tuyến cao tốc mới nhất Long Thành chuyển thẳng ra chạy trái phép phụ tải luôn. Rồi bên Nguyễn và Phước Sửu cũng đang di chuyển tại mặt tiền của con đường Nguyễn Hữu Thọ. Bây giờ là khoảng buổi trưa thôi, nhưng mà cái lượng xe cộ đi qua lại bên đây rất là đông phải không Nguyễn? Thì dự kiến sau này là những cái dãy shop house thì sẽ rất là nhiều cư dân đi ngang qua đây, và việc kinh doanh mua bán rất là thuận tiện. Và điều đặc biệt ở đây là những cái hãng thời trang rồi nhà hàng ăn uống siêu thị thương mại ở đây là sẽ là một cái cụm Evernew, một cái cụm tổ hợp trung tâm thương mại bậc nhất tại khu Nam Sài Gòn, phải không? Đây là dự án chỉ có 43 căn mặt tiền, nhưng mà sở hữu phục vụ cho khoảng hơn 10.000 cư dân tại cụm Celeste City, nên là cũng như là lưu lượng ở đây rất là lớn, chắc chắn là tiềm năng nó rất là tốt rồi. Quá tuyệt vời luôn. Rồi hiện tại thì các anh chị có rất nhiều gì đang quan tâm về vấn đề giá bán dự kiến. Hiện tại thì nếu như mà chúng ta quan tâm về giá bán của thị trường nhà phố hiện tại thì chủ đầu tư đang thu mua trong khoảng 185 đến khoảng 190 triệu một mét vuông, mặt tiền đường thì nó thật sự là một trong những cái giá bán khá là tiềm năng, và đặc biệt là sở hữu nhận nhà vào quý 1 năm 2025, đón đầu rất là nhiều dịp hạ tầng cũng như là cái tính khan hiếm về sản phẩm, thì chắc chắn là một trong những cái dòng sản phẩm mà khách hàng có thể tham khảo lựa chọn đầu tư tại Việt Nam Sài Gòn, trong khi rất là nhiều dự án đang có hiện nay. Nói đến cái bộ lên là nói đến cái phương thức thanh toán cực kỳ giản để cho quý anh chị khách hàng gọi là lựa chọn thanh toán, có thể là gọi là thanh toán là khoảng 50%, còn lại 50% đến lúc nhận nhà mình mới thanh toán, phòng bên Nguyễn. Hiện tại thì theo như cái chủ đầu tư có truyền thông là khách hàng chỉ cần thanh toán có 2 phương thức thanh toán, một là thanh toán 30%, sau đó ngưng đến khi nhận nhà thanh toán 65%, hoặc là thanh toán 40% đến khi nhận nhà thanh toán 30% đến khi nhận nhà thanh toán 60%. OK. Thì chúng ta chỉ cần thanh toán gọi là cái số vốn ban đầu khá là thấp, rồi chúng ta không cần phải nhận khoản vay ngay từ đầu, và chúng ta phải giống như những dự án khác thì phải nhận cái khoản vay ngay từ đầu. Chủ đầu tư Keppel Land là chúng ta chỉ cần nhận nhà và thanh toán. Thì lúc đó thì chúng ta nếu như chúng ta có phát sinh nhu cầu vay
thì rất là nhiều những ngân hàng như là Standard Chartered, HSBC hoặc là dự án phát triển quỹ đất của Phú Long có ngân hàng phát triển bằng hỗ trợ. Rất là nhiều ngân hàng Phạm Vi Nguyễn rồi. Chúng ta không cần phải nhập khoản vay ngay từ đầu, đó là một trong những cái cơ mà biến độ từ 2022 đến 2025 hơn 2 năm, cho nên là chúng ta nếu như mà chúng ta có thay đổi ý định về một cái đầu tư thì cái tính thanh khoản cũng rất là tốt do cái thời gian dài và cái sản phẩm. Để có nhiều thông tin về được mở bán Selecta Avenue được này thì quý anh chị hãy nhấc máy lên gọi cho bên Nguyễn hoặc Phước Sửu theo số hotline bên dưới để quý bên Nguyễn và Phước Sửu cung cấp cho quý anh chị nhiều cái thông tin hơn, chính sách mở bán, giá bán, cập nhật những thông tin tiến độ, và điều đặc biệt là những cái chiết khấu và những cái quà tặng của khách hàng trong đợt mở bán này. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.